em đâu. Thế à? Cái này là lên MV của anh Bình đấy. Lên MV em À thế bật à? đấy hả? Cái là bữa Bicarbonate này, Bicarbonate này. À, đáng Bicarbonate. khoa đấy. Chống trơn trượt, giá giá đi cho anh giá đi. 138k hay còn 69k. Ui 69k cho một đôi như này mà ở trong là nó có đủ không? Cắt cao su vào con dao cho ổng đi em. Đấy. Phải 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 kiểm tra chứ. Cắt tại chỗ, cắt nó chân có hai ấy cắt không? Tại chỗ. Ê mày cắt một nửa rồi mày bỏ ra được không? Đó. Đặt 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 đặt. Ok. Anh Linh ơi, mình bỏ cái đó tưởng ra. Tưởng là ở chia ở bên ngoài thôi, còn cao ở trong thì nó đừng bị lõm. À là cao su, cao su. Cái gì? Cao su đàn hồi. Đấy. Nó đặc ruột vậy còn gì nữa? Ờ đặt 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 đặt. Và nó có rất là nhiều cái mảng bám ở đây khi mà người gì đi mảng bám. À cái lỗ à? Lỗ. Đây là kiểu như là cái kiểu ma sát. Ờ cái đấy. Đấy ờ. Chẳng đời luôn á. Cái ma sát đúng không? Ờ đúng, đúng rồi, rồi chuẩn. Đấy. Dạ, tư vấn gì đâu mà kém. Đâu á. Trời ơi, mảng bám. Mảng bám đấy, bám như kiểu bám như ở như kiểu răng kiểu cao răng nhẹ nhẹ. Ở đấy. Thấy chưa? 67.000 đây. 69.000 một đôi. 69.000 cho một đôi. Nó có màu đen này, rồi là màu hồng này, rồi là màu xanh màu, này. Có nhiều màu. Đủ các màu luôn. Xanh màu đỏ xám vàng đầy đủ. Đúng, xanh màu nhưng mà đầy đủ. 69.000 cho một đôi chứ chúng trượt nhá mọi người ơi. Mùa mưa cả Hà Nội mưa nữa này, mọi người có thể mua. 69.000 cho một đôi. Có nhiều size, size nam, size nữ được mua đó mọi người ạ. À. Sếp gắn được trên lửa không? Có. Gắn được trên lửa không? Có gắn được lưu đạn. Gắn được lưu đạn. Đấy. Anh Bình lên live tí anh Bình về có việc mọi người ạ. Là hẹn mọi người tầm 12 giờ. Mình lên loa lại mình hát cho. Mình hát. 12 giờ đêm. 12 giờ. Thì loa mới đây, mở lại được. Dép khác à? Thôi. Rồi. À đôi này là để cho anh Bình review đi. Đây là đôi dép tổ ong VIP. Tổ ong VIP. Tổ ong VIP. Đó. Tại sao lại VIP anh? Nên đẹp thì VIP đi. À, có nghĩa là đôi dép tổ ong thường, cái này cũng là đôi dép tổ ong VIP. Tổ ong VIP. Có cả quai. À, cái này có mấy màu? Hình như là một màu ấy. Quai. Này mấy màu nhỉ? Một màu thôi đúng không? Có đây một màu. Thôi anh phải đi hát đi anh ạ. Ừ. Đi hát đi. Chuẩn bị đi về đi hát. Hát đi. Nghe tôi vẫn chán lắm rồi. Nghe tôi vẫn mọi người ngủ tất hết rồi. 238k này. Còn bao tiền? Còn bao tiền? Còn bao tiền? 90.000. 94.000. Đấy, 94.000. Vẫn không về, vẫn tư vấn tiếp. Hả? Hả? Thôi bán đủ KPI rồi về đi hát là vừa. Đã đủ KPI đâu. Hợp đồng thì 12 giờ đêm mà. 12 giờ đêm mà. Rồi, 94.000 cho một cái ủng à. Ủng. Sục à? Đánh nguyên là bao tiền? Sục sục. Đánh nguyên là 238 và ngày hôm nay còn bao nhiêu? 94.000. Sục sục. Cái này là sục mọi người nhá. Một màu, một màu. Nam nữ đi được hết. 94k quá hời. Rồi. Cái này nó dày đi để ở bên dưới nó cũng có thể hỗ trợ giảm bớt cái sự trơn trượt cho mọi người luôn. Thế này anh đi là hợp bị nhất là tăng chiều cao, mình thấp. À, tăng chiều cao. Ok, cái này đồn. Cái này đồn bao nhiêu đấy nhỉ? Đồn tầm 5 đến 7 phân đấy. Không, con này phải 8 phân đấy. Ừ. Ôi, 8 phân bạn đấy. Ừ. Cao như này mà. Cao này mà. Mà đi trời mưa cái gì thích này. Nó đủ size mà, đủ size cả nam cả nữ cùng chung một loại thôi này. Đi là đẹp. Hết rồi. Chưa? Qua mã chưa? Rồi, không qua luôn. Qua luôn. Không hết cũng qua chứ cái kho này làm sao mà bán hết được. Qua dép dép nhân. Cái này là dép luxury. Cái này luxury đấy hả? Vẫn là luxury à? Ấy dạ, được đấy nhỉ. Khét đấy. Khét đấy. Con này á. Bao nhiêu tiền đây em? Bao nhiêu tiền đây? Này chắc là 200 nhỉ. Ừ, tầm đấy. Điều xuống còn 200 đấy. Còn 200. 59k. Bây giờ còn bao nhiêu? 259k. Còn 89k. Ui, 89k một đôi dép như này á. 89.000. Đấy. Cái này luxury của các cụ nhá. Luxury. Da này là da như kiểu gì? Trời, cái đôi này mà có 89k thôi á. Thủ công à? Da làm thủ công hay sao đây mà ấy nhỉ? Thủ công mà có 89k thôi à?
khâu khác các thứ khâu rồi. Thủ công này, khâu thủ công hết này, mà cái phần da này khâu thủ công này bền lắm, bền lắm mọi người ạ. Ui nó khâu thịt đấy. Đấy cao su cái này. Cái chỗ này, cái chỗ này là nó khâu thịt nhựa. Ui cái bên trong đấy khâu thịt anh ơi. Khâu hết luôn. Khâu hết luôn nha mọi người ơi, chỗ này bên trong nó khâu. Đây, đấy 89.000. Đấy là làm được cái cao su cao cấp ấy. 89.000, có size từ 38 đến 44. Đây nha mọi người. 89k rẻ nhỉ. Dép chống nhăn Doctor Luxury da cao cấp. Đây. Bản đế vừa lót êm chân. Đây. Đế cao su đúc khâu chỉ. Đó, sai từ 38 đến 44 nha mọi người ơi. Ôi cái đôi này nếu như mà chất nó ra là chống nhăn trở xuống cũng đã rẻ lắm rồi á. Cái đôi này chị nghĩ ra nó khoảng tầm là cỡ 180-200. Nếu như để mà hàng Mỹ thì nó rơi vào khoảng tầm 180-200, mà hôm nay khoảng tầm 100.000 đó là ok lắm mọi người ạ. Không, hôm nay có 89.000 không? Ừ, cái này là thủ công ấy, làm thủ công mà có 89.000, bình thường là làm thủ công là nó phải đắt hơn ấy. Thì bây giờ để mình nói hôm nay là deal rẻ. Ừ. Cái gì nữa? À quay luôn à? Ôi quay chắc nhỉ? Bền đây nhỉ? Phải không? Em để xuống quăng các thứ ta nói. Quăng à? Quăng xoài vậy nè, quăng. Đúng rồi. Phải không? Để. Chắc ghê vậy hả? Ôi, nghe bạc sợ thế, đứt một cái là nhắn hàng. Cô chị nói như ai nói, ai chỉ nói gì nói tết mà. Chị nói tết mà, chứ em nói đâu. Em chắc không đấy? Ghê quá vậy. Bẻ phát cong luôn. Bẻ phát cong luôn. Cái da thì có thể là đấy, da pha kè. Bẻ phát cong này, chống nhăn mà. Không nhăn. Nhưng mà cũng đẹp. Cái da này chắc cũng pha kè thôi. Còn 35 phút. Nhưng mà đẹp mọi người ơi, pha kè cũng được nhưng mà đẹp với cái chất lượng như vậy là ok lắm nhá. Đúng rồi. Đấy, có cái dán ngực để cho bình bản đi. Da chống nhăn. Tại vì nó nhăn sẵn rồi anh. Hả? Bây giờ nó có nhăn thêm người ta cũng không biết á. Này anh thấy nó nhăn sẵn không? Da chống nhăn. Chống nhăn. À chống nhăn có nghĩa là chống tiếp gấp phải không? Mấy cái da. Đấy, chống gấp này em gấp về. Về những à, cái à, gấp thoải mái nó cũng không có bị. À rồi em hiểu rồi. Về những mấy cái loại da là phải nhăn, phải chống nhăn. À đúng rồi. Như bình thường là nhiều loại da là gấp phải như này là bị thời gian nó nhăn. Thông thường những cái bây gồm mấy cái đôi giày của chị cũng vậy, gấp phải là nó nhăn á. Chống nhăn. Ba màu đen. Cái nó không nhăn thiệt. Lâu xám. Đen nâu xám 89.000 một đôi. Bạn 89.000 một đôi kia còn 89.000 nhé mọi người ơi. Anh Tiến ơi, hết voucher hả? Hết voucher là bao nhiêu? 149 rồi thấy chưa mấy bạn? Hết voucher là bây giờ đang lên 149 rồi nhá. Rồi sản phẩm nó để trong giỏ hàng ha. 119 à, về 119 rồi. Lên bao nhiêu rồi mọi người? 119 vẫn ok. Hết voucher. 119.000 cho đôi này vẫn rẻ. Đối với chất lượng như vậy, nó may cái viền của nó may thủ công hết trơn luôn nhé mọi người. Cái này ai đi giày được bao giờ à? Đi giày vào gì cho nó mấy ấy được. Dài, ui. Con này đi đánh tennis à? Con này đẹp đấy. Nova.